Kính thưa bà con, những năm gần đây, nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các vùng trồng lúa khác trong cả nước nói chung, bà con trồng lúa gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ các bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông một cách hiệu quả và kinh tế nhất, do nhiều loại thuốc có hiệu lực không cao hoặc chi phí đầu tư quá lớn, làm giảm lợi nhuận về kinh tế của bà con. Coi như sử dụng hết lai này, cái đạo ôn thì trong khi mới phát hiện thì tôi xịt 4 mấy ngày tôi xịt thì tôi soi loại thuốc khác thì hết lai này rất là tốt. Tại vì trong khi một xịt một cử thì thường thường tôi 10 ngày tôi xịt, mà cái này tôi kéo dài tới 12 ngày hoặc là 15 ngày. Tôi thấy sản phẩm hết lai này rất tốt. Tôi xả hết lai này trước khi chỗ lạc xẹt phun một cử và chỗ đều phun một cử nữa, so với thuốc khác thì nó căng, có thể nặng ký hơn thuốc khác tôi phun trước kia. Và nó giữ cho bộ lá đài xanh tới chín cắt thu hoạch và căng ký nặng ký hơn thuốc tôi phun mấy vụ trước. Headline 100CS là thuốc đặc trị đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông trên cây lúa. Với cấu tạo dạng nhộng cực nhỏ và hoạt chất tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức, Headline 100CS có tác dụng phòng trị bệnh đạo ôn hiệu quả cao chỉ với 2 lần phun duy nhất cho một vụ mùa, tiết kiệm tối đa chi phí và công phun xịt. Ngoài ra, Headline 100CS còn giúp cây lúa cứng khỏe, lá xanh bền, hạt sáng, chắc tới cày, tăng năng suất lúa và phẩm chất hạt gạo. Thì đối với Headline đây là lần đầu tiên thì tôi sử dụng là thử nghiệm. Thì là coi như là khi thăm đồng tôi thấy là coi như có cái đạo ôn xuất hiện thành hình mắt én, là tôi tiến hành tôi phun. Ngày hôm sau là coi như kiểm tra vết bệnh là khô rất nhanh và hiệu lực kéo dài. Đến khi là lúa trổ sẹt tôi mới phun Headline lại lần thứ hai, cho đến ngày là lúa chín lá đồng vẫn xanh mà hạt sáng đẹp. Tất cả các thuốc khác thì coi như từ trước tới nay tôi sử dụng thì phải phun là coi như 18 ngày phun một lần, rồi 28 ngày phun một lần, rồi là khi đón đồng tôi phun một lần thứ ba, rồi trổ sẹt tôi phun lần thứ tư và trổ đều phun lại lần thứ năm. Còn đối với Headline thì giảm được cái chi phí là tiền thuốc cũng như cái tiền công phun xịt, mà so sánh lại thì là hạt sáng đẹp, rất đẹp. Tôi xài cái thuốc Headline này tôi thấy kết quả cao, lúa xanh, lá đứng, hộp to, bự vàng. Nó đã đặc trị là luôn cả cái bệnh đau ôn cổ bông và đau ôn lá. Sau khi sử dụng cái sản phẩm Headline thì tôi thấy là lúc mà lúa chỗ á, lá đồng xanh đứng và đặc biệt là trị cái bệnh đạo ôn lúa rất là tốt. Và năng suất thì cao hơn cái sản phẩm khác tôi sử dụng là khoảng 5%. Thì vừa qua thì công ty Bass nó có giới thiệu với ngay cái điểm của ruộng nhà tôi thì cái Headline tôi có sử dụng qua 2 vụ. Thì qua cái giám sát và kiểm nghiệm thì tôi nhận xét nó thấy cái bên mà sử dụng Headline với cái bên mà không sử dụng đó thì cái tỷ lệ lép của cái bên mà có sử dụng Headline thì nó rất là ít, và cái bên không có thì cái tỷ lệ lép của nó cũng tăng cao. Và cái đặc biệt của Headline là nó đặc trị về cái bệnh đạo ôn và ưng ý nhất là nó hiệu lực của nó kéo dài hơn các cái loại nhóm thuốc khác mà tôi đã từng sử dụng. Do đó Headline này thì khi bà con sử dụng thì nó sẽ hạ giá thành. Headline 100CS đặc trị đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông cho một cuộc sống thêm ấm no hạnh phúc. Anh Thương, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, em đi ngang qua ruộng lúa, là lúa nhà mình hả anh? Đúng rồi anh ạ. Em thấy là ruộng lúa của anh rất là tốt đó. Anh có bí quyết gì anh nói cho em nghe được không? Dạ thì có gì đâu, thì cũng canh tác như người ta thôi. Nhưng mà có một cái là anh phát hiện được những cái loại thuốc mà làm cho ruộng lúa mình nó đạt hiệu quả cao. Đây là Obut, một mình nó mà trị được 3 loại bệnh. Thứ nhất là khô vàng nè, thứ hai là vàng lá chín sớm nè, kể cả lem lép hạt luôn. Mà anh xài cái loại này chỉ cần một lần phun thôi mà hiệu lực nó kéo dài. Nó trị ở dưới gốc nè, là khô vàng ha, nó sạch gốc. Cái thứ hai là lên lá trị được vàng lá chín sớm. Rồi trị luôn lem lép hạt. Trước khi chỗ anh xịt một lần, sau khi chỗ anh xịt một lần nữa, nó trị được cái bệnh này xong phải không? Mà nó còn làm cho cứng cây, chống đổ ngã, mà nó xanh lâu bền nữa. BRSF, we create chemistry.